ngựa gỗ khổng lồ. Kể rằng, vào những năm 1184 trước công nguyên, cuộc chiến tranh giữa Hy Lạp và thành Troia đang vào giai đoạn khốc liệt nhất và bất phân thắng bại. Gần 10 năm giao chiến đằng đẵng trôi qua rồi, giữa chúng ta và thành Troia vẫn không phân thắng bại. Lương thực dần cạn, quân sĩ quá mệt mỏi rồi, ai nấy đều không còn tinh thần oanh liệt như ngày đầu nữa. Thành Troia quá vững chãi, lại được các nước lân cận giúp đỡ và thần linh che chở. Dù quân Hy Lạp ta rất thiện nghệ, nhưng e rằng chúng ta khó thắng nổi. Ngay cả khi ta đã đánh cắp được tượng Palladium, vị thần bảo hộ cho thành Troia, mọi thứ vẫn chưa khả quan hơn. Bốn đội quân tấn công bốn mặt thành thôi chưa đủ, ta phải có lực lượng từ bên trong đánh ra, thì may ra sẽ hạ được thành Troia. Chúng ta đang yếu thế, địch lại quá mạnh và đang hừng hực khí thế chiến thắng. Bây giờ người còn sống trở về là may, nói gì đến cài nổi gián chứ. Cần phải tương kế tụ kế, ra một đoàn quyết định mới được. Nếu không, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc. Thành Troia đang hừng hực khí thế chiến thắng ư? Càng thắng sẽ càng chủ quan. Hãy lấy chính điều đó làm điểm yếu của họ. Con ngựa gỗ này rút cuộc là để làm gì hả, Odysseus? Chúng ta đã tận dụng tất cả những mảnh gỗ tốt chuyên dụng để đóng thuyền chiến rồi, thật phí phạm quá. Ngài thấy bụng ngựa rỗng không? Đó chính là mấu chốt. Bây giờ hãy đốt hết doanh trại và tất cả các thuyền chiến, hãy nhổ neo rời khỏi ngay đi và đến bán đảo Tenedos gần đây nấp chờ thôi. Odysseus điên rồi, làm thế khác nào đầu hàng với địch chứ. Ngài ấy đã nghĩ kỹ chưa vậy? Quân Hy Lạp đầu hàng rồi, họ chấp nhận thất bại rồi. Ê, thật không? Có thật là họ đã đầu hàng không? Ờ à, đúng rồi kìa, họ đã đốt doanh trại. À, mau, mau báo tin cho đức vua thôi. Ngay lập tức lục soát quanh đây xem còn dấu hiệu gì khả nghi không. Vâng, xin tuân lệnh. Dạ, bẩm đức vua, trong khi lục soát, thần tìm thấy hắn. Hắn là người duy nhất còn sót lại của quân Hy Lạp ạ. Tại sao quân Hy Lạp rút đi hết mà chỉ để lại một mình nhà ngươi? Chúng không màng đến sự sống chết của ngươi sao? Thưa đức vua Priam của thành Troia vĩ đại, thần vốn chỉ là một vật hiến tế bị tướng Odysseus vứt lại đây mà thôi. Vật hiến tế? Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Chúng thần đã quá mệt mỏi vì chinh chiến nhiều năm mà không có chiến thắng, nên quyết định rút quân quay về. Ngài còn nhớ đội quân Hy Lạp đã đánh cắp bức tượng thần Palladium của thành Troia, nên đã bị nữ thần trí tuệ Athena trừng phạt. Vì vậy, Odysseus bỏ lại thần ở đây để làm vật hiến tế cho hả cơn giận của nữ thần Athena. Vậy còn con ngựa này? Bẩm đức vua, đến nước này rồi, thần cũng không muốn giấu giếm nữa. Con ngựa gỗ khổng lồ này chính là mưu đồ khủng khiếp của quân Hy Lạp. Vì nữ thần Athena bắt quân Hy Lạp là một linh vật khác tặng lại cho thành Troia, nên họ đã làm con ngựa khổng lồ này. Dù không dám trái lệnh nữ thần, nhưng họ cố tình làm một con ngựa to quá khổ, to hơn cả cổng thành Troia, để thành Troia không bao giờ mang vào được bên trong. Có như vậy, thành Troia mới không có linh vật bảo hộ, quân Hy Lạp mới có thể quay trở lại đánh chiếm lần nữa. Như vậy là sao? Như vậy là chúng cố tình chơi khăm chúng ta. Tất cả im lặng. Mau lôi con ngựa gỗ này đặt trong thành cho ta. Còn gã lính Hy Lạp, hãy tha mạng sống cho gã vì đã nói sự thật cho chúng ta. Tuân lệnh. Khoan đã, thưa đức vua Priam vĩ đại, ngươi đừng vội đưa con ngựa gỗ này vào. Ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Xin ngươi đừng rước bất cứ thứ gì của giặc vào nhà, biết đâu đây là kế sách hiểm độc. Bây giờ sự an nguy của cả thành Troia là quan trọng nhất. Ngươi đừng nói nhiều nữa. Không thấy quân Hy Lạp đã rút hết cả, nhổ neo thuyền và đốt sạch doanh trại rồi sao? Còn lo lắng gì nữa? Người đâu? Mau tìm cách kéo ngựa gỗ khổng lồ vào. Đây chính là linh vật bảo hộ mới của chúng ta cho nữ thần Athena ban tặng. Ôi trời ơi, to thế này làm sao mà qua được cổng thành đây?
Bẩm đức vua, cổng thành chúng ta so với con ngựa này quả thực quá nhỏ ạ. Không thể nào kéo vào trong được nữa. Hay ta cứ để tạm ngoài cổng ạ. To gan, linh vật của thành mà ngươi dám để ngoài cổng sao? Mau phá dỡ bớt một đoạn tường thành trống ra cho ngựa vào đi. Ta tuyên bố, cuộc chiến 10 năm bảo vệ thành Troy A của chúng ta đã kết thúc thắng lợi. Mau mau mở tiệc ăn mừng. Xin chúc mừng chiến thắng vẻ vang của thành Troy A chúng ta. Uống thật say nhé các vị. Thế này là sao? Thưa đức vua, nguy thật rồi. Toàn bộ thành Troy A đã bị bao vây. Quân Hy Lạp không biết từ đâu ra đã tràn lan khắp thành chúng ta, giết hết quân lính và phá nát tất cả. Trời ơi, chính là từ con ngựa đó mà ra. Ta thật quá ngây thơ. Giá mà ta đã nghe lời can gián của La Con. Quá muộn rồi, đức vua lỗi lạc. Vậy là bằng một món quà là chú ngựa gỗ khổng lồ chứa đầy lính, quân Hy Lạp đã dễ dàng đánh lừa đối phương đang chủ quan trong men say chiến thắng. Con ngựa thành Troy A chính là một cái bẫy khiến thành Troy A ngập chìm trong thất bại cay đắng. Đây cũng là bài học nhớ đời về sự cảnh giác, để lại đến ngày hôm nay cho tất cả chúng ta. Một chuyến viễn dương. Dạ, với cây kiếm này thì cướp chỉ biết sợ mà thôi. Dạ, thưa cậu, con đã đi giục người thợ rèn làng bên làm nón và áo giáp sắt rồi, nhưng ông ta vẫn chưa làm xong ạ. Gì mà chậm chạp thế? Cứ như thế này thì có mà nhỡ hết kế hoạch của ta mất thôi. Dạ, ông ấy nói với con là cái nón và áo giáp cậu đặt cầu kỳ quá, vừa che nắng che mưa, lại giống luôn chiếc khiên đánh giáp lá cà, nên ông ấy phải mất nhiều công lắm. Ừ thì cuộc viễn du dài, phải chuẩn bị kỹ lưỡng chứ. Mày chịu khó đi dục ông ta làm thật nhanh vào, đừng để làm lỡ việc của ta nghe chưa. Dạ, con sẽ lại đi dục ông ta làm thật gấp ạ. Thế còn bao nhiêu thứ cậu bảo, mày chuẩn bị đầy đủ vào nhé. Dạ. Sau một thời gian dài chuẩn bị, bây giờ đã có thể lên đường. Đầy đủ thế này, chẳng phải lo gì. Đô đâu? Dạ, có con đây. Cậu gọi gì con thế? Ta đã bảo mày chuẩn bị một bao tải cỏ khô cho ngựa, mà sao không thấy? Ôi dào, cỏ thì ở kho nhà ta lúc nào mà chả có ạ. Nhưng con nghĩ cũng không cần thiết lắm. Cậu thấy đấy, ngựa phải thồ quá nhiều thứ rồi. Trên đường đi thì thiếu gì cỏ tươi. Ngựa đó lúc nào thì ta dừng lại cho ăn luôn lúc ấy chẳng tiện sao? À, cái thằng này lại nhiều lời với ta thế à? Ta đã bảo chuẩn bị là chuẩn bị, dám cãi ta à? Thôi để con đi lấy vậy. Từ đâu tới mà sao trông kỳ quái thế nhỉ? Lỉnh kỉnh đủ thứ. Họ nói thì thầm gì về mình cậu chủ nhỉ? À, những kẻ chỉ ru rú nơi góc nhà thế kia thì gan tị với chúng ta là đúng rồi. Chắc là lại đang bàn tán về con ngựa đẹp cùng những đồ đạc trong chuyến hành trình dài của chúng ta ấy mà. Nhanh lên, nhanh lên!
Nhanh lên! Mưa sấm đục đoạn thế này, cậu chủ định làm gì thế? Sao mày khờ khạo thế? Thì căn lều dựng bạc mà trú mưa, chứ định đứng đây cho mưa ướt hết à? Cậu chủ, chúng ta mau ra cái hang đằng kia ngồi tránh mưa, chứ mưa đã rơi xuống rồi, có căng xong lều bạc thì cũng ướt hết mất cậu chủ ạ. À. Mưa với chả gió, làm cho đồ đạc ướt sũng hết cả. Cậu, bám vào cây gỗ ấy, rồi tôi sẽ xuống cứu cậu. Trời, mình quên mất không mang theo chiếc phao. Sao không mang theo cả gỗ, lạc để gia cố cầu cho chắc? Bài học đầu tiên. Mình đã xin học ở đây cả tuần nay mà thầy còn chưa cho vào lớp. Lúc thì đun nước, nấu cơm, khi thì rửa chén, nay lại quét lá ngoài sân. Thế này bao giờ mình mới có thể thành tài được? Không biết đổ rác ở đâu nhỉ? Lạ nhỉ? Không tìm thấy hố rác nào cả. Thưa thầy, con đã quét xong sân, nhưng không biết đổ rác ở đâu. Rác ư? Ở đây làm gì có rác? Trò ra xem lại đi. Thầy nói thế là sao nhỉ? Đây không phải rác thì là gì chứ? Hay thầy chưa nghe rõ lời mình? Phải hỏi lại mới được. Thưa thầy, con đã quét xong sân như lời thầy bảo. Rác đã vuông thành đống, nhưng không biết xúc đổ đi đâu cả. Rác ở đâu? Trò chỉ ta xem. Dạ. Thưa thầy, rác đây ạ. Lá khô không phải là rác. Trò lấy cái thúng trong bếp ra đây. Vâng ạ. Hãy cho hết lá khô vào thúng để dành đun nước tắm. Vâng, thưa thầy. Còn đống đá vụn này, không phải rác thì là gì chứ? Thưa thầy, còn chỗ rác này ạ? À? Đất đá không phải là rác. Trò có thấy hàng hiên dưới cái máng xối kia không? Vâng, con có thấy. Nó bị lõm xuống một chỗ vì bị xối mòn. Trò hãy đem chỗ đá vụn này trám vào đó. Không ngờ đá vụn gom lại cũng có tác dụng tốt. Còn chỗ đất và rêu kia, con sẽ xúc đổ đi ngay. Thầy định làm gì vậy nhỉ? Làm gì có rác chứ? Rác là rác. Rác cũng có thể là củi đun, có thể là vật liệu xây dựng, hoặc có thể là bất cứ thứ gì có tác dụng. Bài học đầu tiên cho trò: hãy học cách nhìn vấn đề ở nhiều hướng. Con hiểu rồi thưa thầy. Bài học hôm nay thật bổ ích, con sẽ không quên đâu ạ.
Người nông dân và con rắn. Phải nhanh chân lên thôi. Sao trời năm nay lại rét hại thế nhỉ? Biết thế này về sớm cho xong. Cố một tí chết cống mất thôi. Có cái gì đằng kia nhìn như sợi dây chảo ấy nhỉ? Trời ơi, là rắn đấy. Sợ quá. Tưởng sợi dây chảo, hóa ra còn rắn chết cống nằm ở đây. Chúng ta mau về thôi. Nó vẫn còn ấm không ạ? Tội nghiệp, nó lạnh cống nên cứng đơ ra rồi. Nếu được sưởi ấm, chắc nó sẽ sống lại thôi. Nhìn nó tội lắm ông ạ. Chẳng nhẽ mình thấy chết mà không cứu. Thôi, tôi cứ cứu sống nó đã rồi tính sau. Cái ông này thật lạ. Thôi, tùy ông. Ông ơi, xem này, nó tỉnh lại rồi. May quá, mày sống lại rồi. À! Cứu! Cứu tôi với! Chà, cái loài lấy oán trả ơn. Bác không sao chứ? May là bác đến kịp. Đúng là không nên nhân từ với rắn độc. Con đường tới ước mơ. Con gái đã học bài xong chưa? Ngày mai con được nghỉ, còn rất nhiều thời gian mà mẹ. Mẹ không thích con lơ là việc học hành đâu đấy. Mẹ xem này, con đã làm xong chiếc đèn hoa đăng để chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng. Con sẽ viết ước mơ của mình lên những cánh hoa rồi thả đèn vào đêm mai. Con nghe nói thả đèn hoa đăng, ước mơ sẽ rất linh nghiệm. Cái đó mẹ không chắc. Nhưng sao lại không chắc hả mẹ? Con thấy rất nhiều người làm thế mà mẹ. Thì dẫu sao nó cũng đóng góp một phần cho ước mơ đó. Mẹ nói gì con không hiểu. Thôi, con làm nốt đây. Tôi ước mai này sẽ trở thành bác sĩ. Cháu chào bác Huy, bác đang làm gì đấy ạ? Ồ, cháu đi học về đấy ạ. Bác đang vớt rác thải của đoạn sông này để khơi thông dòng nước. Ôi, thế thì bác vớt được nhiều ước mơ lắm nhỉ? Ước mơ đâu có nằm trên giấy. Năm nào cứ xong lễ hội hoa đăng, bác cũng phải đi vớt rác. Cháu xem, dòng sông ngập tràn những chiếc đèn nhầu nát, ùn ứ lại. Bác ơi, những chiếc đèn hoa đăng ấy, chúng chở theo bao nhiêu ước mơ? Cháu cứ nghĩ chúng sẽ trôi thật xa. Đúng, ngày này hàng năm,
Rất nhiều người viết ước mơ của mình lên những cánh hoa rồi thả chúng trôi đi. Nhưng có bao nhiêu ước mơ trên đó thành hiện thực chứ? Sao lại vậy ạ? À? Cháu nghe nói thả đèn hoa đăng rất linh nghiệm cơ mà. Nó chỉ linh nghiệm với những ai tìm được con đường thực sự để đi đến ước mơ thôi cháu ạ. À. Con đường đi đến ước mơ ạ? À? Con đường đi đến ước mơ là con đường đi từ miệng đến tay. Con đường đi từ miệng đến tay? Cháu không hiểu. Đó là con đường hiện thực hóa lời nói thành hành động. Là con đường dài, gian khổ, nhưng cũng là con đường duy nhất đi từ ước mơ tới hiện thực. À, cháu hiểu rồi. Ý bác nói rằng muốn thực hiện ước mơ không có cách nào khác là phải hành động thực tế. Đúng rồi cô bé, ước mơ ai cũng có. Nói ra ước mơ của mình bằng miệng thực sự đơn giản, nhưng dùng đôi tay, sức lực để thực hiện nó là điều rất khó khăn. Đòi hỏi rất nhiều ý chí và nghị lực mà không phải ai cũng làm được. Chỉ có những người làm được mới thành công thôi, cháu ạ. À. Vậy là những chiếc đèn hoa đăng xinh đẹp kia thực sự không chứa đựng phép màu gì hết. Cháu biết phép màu ở đâu rồi bác ạ. À. Cháu chào bác. Ừ, chào cháu. Đúng, mình không thể mơ mộng vào những điều kỳ diệu nữa. Từ nay, mình sẽ chăm chỉ học hành vì đó là con đường duy nhất mình thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Nơi có tình yêu thương. Ô, nhà đây rồi. Không, không phải. Đi đi, để tao yên. Có cái gì mà sủa chứ? Ông say, ông say chúng mày ơi. Ông có sao không? Ông đói không? Cháu mời ông ăn khoai cho ấm bụng. Cháu ăn đi, ông không đói. Vậy ông cháu mình chia đôi nhé. Cháu mời ông. Cảm ơn cháu. Nhà ông ở đâu ạ? Ông không có nhà. Cháu cũng vậy, cháu cũng không có nhà. Sao cơ? Vậy cháu ở đâu? Ba mẹ cháu mất cả rồi. Từ khi cháu còn rất bé, giờ cháu chỉ có một mình. Ban ngày cháu đi đánh giày các con phố gần đây, tối về gầm cầu vượt ngủ. À, đêm nay ông cũng chưa có chỗ ngủ phải không? Ông về gầm cầu với cháu. Ở đó dù sao cũng kín gió hơn ngồi đây. Cháu còn có cả chăn chiếu nữa. Ông đừng ngại. Ở đó có rất nhiều người giống như chúng ta. Nào, đi với cháu. Đây là giường của cháu. Ông cháu ta ngủ hai người càng ấm. Cảm ơn cháu. Ông ơi, sao ông dậy sớm thế? Ông không ngủ được à? Không, ông đang đợi cháu dậy để hỏi cháu một chuyện. Việc gì ạ? Nếu cháu đồng ý, ông cháu ta từ nay sẽ nương tựa vào nhau để sống. Ông sẽ lo cho cháu, cháu không cần phải lang thang đánh giày kiếm ăn nữa. Ôi, được vậy thì thật thích quá. Từ lâu, cháu đã mong ước có một người thân trên đời. Nào, chúng ta về nhà. Nhà? Nhà ư? Ông bảo ông không có nhà cơ mà. Đúng, lúc đó ông chưa có nhà, bây giờ lại có. Đây là nhà của chúng ta.
Ôi, to đẹp quá. Vậy tại sao ông lại không sống ở nhà mình, lại đi lang thang suốt ngày thế? Từ khi vợ con ông mất đi, ông đã không còn gọi nó là nhà. Bởi nhà không chỉ là nơi trú ngụ, che mưa nắng, mà là nơi chứa đựng sự ấm áp, quan tâm, tình yêu của những con người trong đó. Ông đã mất đi những thứ ấy thì chẳng có nơi nào là nhà nữa. Vâng, cháu hiểu. Từ nay, ông cháu ta đem tình yêu vào đó, để nó lại trở về là một ngôi nhà thật sự. Giá trị của lao động. Mệt quá, mệt quá. Anh bò, sao hôm nào tôi cũng thấy anh mệt mỏi thế? Trời ơi, ngày nào chẳng phải đi chở hàng cho ông chủ, hôm nay ông chủ lại buôn hàng tận chợ huyện, chết đi được. Tôi chắc sắp không sống nổi nữa rồi. Tội nghiệp anh quá. À, tôi có cách này giúp anh nghỉ ngơi vài hôm đấy. Giúp tôi hả? Cách gì vậy? Sao lại phải làm thế? Làm thế thử hỏi có tác dụng gì chứ? Chỉ tổ khổ thêm thì có. Anh cứ nghe theo tôi, ắt thấy tác dụng ngay. Tôi không có xúi dạy anh đâu. Chẳng nhẽ dễ thế thôi hả? Hay mình cứ làm thử xem sao? Được thì tốt quá. Hả? Mày làm sao thế này? Mày làm sao thế? Thôi chết! Chắc nó làm việc quá sức, thành ra ốm rồi. Thôi, để cho nó ở nhà nghỉ ngơi vài bữa vậy. Trời ơi, không ngờ mèo nói chuẩn thế. Chỉ cần có thế mà mình đã được ở nhà nghỉ ngơi rồi. Mèo trông vậy mà tài thật. Trời ơi, sao hôm nay ông chủ về sớm, thế nhỉ? Hả? Thì ra bò không phải bị ốm, mà là giả vờ để bắt mình phải đi làm thay sao? Phải tìm cách dạy cho nó một bài học mới được. Anh ngựa đã về rồi đấy à? Xin lỗi anh, tôi ốm quá, thành ra đành phải nhờ anh làm giúp. Công việc có mệt lắm không anh? Công việc thì cũng chẳng có gì, nhưng... Ồ, anh sao thế? Có chuyện gì mà anh khóc dữ vậy? Tôi cứ nghĩ mà lại thấy thương anh quá. Sao mà anh phải thương tôi đến thế? Tôi chắc cũng chỉ ốm sơ sơ thôi mà. Không, chắc là sáng nay tôi nghe ông chủ nói, nếu mai mà anh không khỏi ốm, là ông ấy mang anh đến lò mổ bán đây. Tôi nghĩ mà thương anh quá. Sao? Thật vậy sao? Oh.
Mày khỏi ốm rồi hả? May quá. Đúng là đồ con bò. Người bác sĩ có tâm. Người nhà anh đang trong phòng mổ à? Vâng, vợ con đang ở trong ấy. Tuần trước, cô ấy bị chẩn đoán có một khối u lành trong ổ bụng, nên hôm nay tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ nói, đây chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, không có gì đáng nguy hiểm cả. Vợ anh là may đấy, được đích danh bác sĩ Huy mổ cho, yên tâm tuyệt đối rồi còn gì. Vâng, con biết, ông ấy đường đường là trưởng khoa, lại là người nhiều kinh nghiệm, phải đặt lịch hẹn mãi mới được bác sĩ mổ cho đấy. Trời ơi, gì thế này? Sao lại có thể thế được chứ? Trời ơi, thì ra đây không phải là một cái u sao? Sao mình lại có thể chẩn đoán nhầm được cơ chứ? Chuyện gì thế này? Sao lại là một bào thai? Làm sao đây? Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì thanh danh của mình còn đâu chứ? Bác sĩ, chúng ta phải làm sao đây? Nếu người nhà họ biết được, e rằng sẽ có chuyện không hay. Cách tốt nhất là chúng ta hãy cứ nói rằng đây là một cái thai dị dạng, không thể giữ lại. Như vậy, họ không thể có lý do gì để trách cứ chúng ta. Kiếp mổ của chúng ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngài thấy sao? Đây là sai lầm lớn của mình, sai lầm lớn nhất từ trước tới nay. Nếu thú nhận, thì có thể đây sẽ là ca mổ cuối cùng trong cuộc đời mình. Nhưng nếu không... Đã gần một tiếng rồi, sao lâu vậy nhỉ? Nhưng nếu không, mình sẽ phải làm một việc thất đức. Bác sĩ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, ngài phải quyết định thôi. Xin hãy cứ làm theo cách của tôi, ngoại trừ những người trong căn phòng này, còn ai có thể biết được chứ? Không được. Bác sĩ, ngài... Hãy chuẩn bị dụng cụ khâu cho tôi sẽ khâu vết mổ này lại. Rất may do phát hiện kịp thời, nó không làm ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân, cũng như của thai nhi cả. Nhưng... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với gia đình bệnh nhân về sai sót này. Có thể đây sẽ là ca mổ cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Nhưng đổi lại, tôi sẽ có cả một quãng đời còn lại không dây dứt, ấy nấy. Trời ơi, bác sĩ, đã sai thì cho sai luôn. Ngài cứ nói nó là một cái thai chết dị dạng, ai có thể biết được cơ chứ? Sao lại không ai biết? Nào, nhanh tay và phải rất cẩn thận. Để sau này, bà mẹ trẻ sẽ sinh ra một viên ngọc nhỏ dễ thương, khỏe mạnh. Sóc nâu hiếu thảo. Chao ơi, chiếc đuôi mới đẹp làm sao? Chả bù cho chiếc đuôi thật xấu xí, ngắn tủn của mình. Sóc nâu thân mến, chiếc đuôi của cậu mới tuyệt làm sao? Nếu cậu cho mình chiếc đuôi của cậu, mình sẽ cho cậu lẵng quả tươi này. Đồng ý không? Quả ngon thật đấy. Nhưng tôi sẽ không đổi đâu. Đi mà. Nếu cậu cho mình chiếc đuôi ấy, ngày nào mình cũng kiếm quả ngọt cho cậu. Không được đâu thỏ trắng ơi. Cái đuôi này là báu vật, là niềm tự hào của tôi. Có cho cả núi quả ngọt, tôi cũng sẽ không đổi đâu. Thôi, chào bạn nhé. Sóc nâu ơi, anh gấu đấy à? Có chuyện gì vậy? Em sóc ơi, em có cái đuôi đẹp nhất khu rừng này đấy. Nếu em cho anh cái đuôi, anh sẽ tặng em hũ mật ong thơm ngon đặc biệt này. Mật ong của anh thơm thật đấy, nhưng mà cái đuôi là báu vật của em. Anh có đổi cả một đại dương mật ong,
em cũng không đổi đâu. Mình sẽ không bao giờ đổi chiếc đuôi này lấy bất cứ thứ gì trên đời. Ôi, mình yêu chiếc đuôi của mình quá. Kìa, sóc nâu, sao lại ngồi đây buồn rầu thế này? Chim sẻ đấy à, mẹ tôi đang bệnh nặng, tôi phải đi tìm thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng tôi đi mãi mà vẫn chưa tìm thấy. Chị biết ở đâu có thuốc quý không? Chỉ cho tôi với. Đúng rồi, cậu hãy leo lên đỉnh núi cao nhất của rừng này. Trên đó có một cây thuốc trường sinh bất tử. Chỉ cần ăn một lá là mẹ cậu sẽ khỏi bệnh ngay lập tức. Nhưng đường lên đó rất xa. Cùng mình cũng đã trèo lên đỉnh núi. Thuốc quý đâu rồi? À, kia rồi. Này, dừng lại. Sóc nâu kia, sao ngươi dám bén mảng đến vùng đất cấm của ta hả? Ngươi muốn chết à? Cháu chào bác. Cháu muốn hái lá thuốc kia. Hái lá thuốc ư? Không được, đây là cây thuốc quý của ta, không dễ dàng hái thế đâu. Cháu xin bác hãy cứu mẹ cháu. Mẹ cháu sắp chết rồi, mẹ cháu ốm nặng lắm. Người có gì để đổi lấy lá thuốc chứ? Cháu phải rồi, nếu ngươi cho ta chiếc đuôi của ngươi, ta sẽ cho ngươi lá thuốc. Cái đuôi của cháu không được, cái đuôi này cháu không cho ai hết. Bác cũng có đuôi mà, sao lại cần đuôi của cháu? Ta cần một chiếc khăn quàng cổ cho ấm áp. Ta thấy cái đuôi của ngươi rất đẹp, rất hợp. Muốn có lá thuốc thì phải để lại đuôi, nếu không thì đừng hòng. Cháu... nhưng... nó là vật quý nhất của cháu. Cháu không muốn mất nó. Bác hãy cho cháu lá thuốc đi ạ. Nếu người tiếc cái đuôi thì về đi. Sao ai cũng muốn lấy đuôi của mình thế? Mình không muốn. Thôi, ngươi về đi. Mẹ ơi... không, mẹ, mẹ phải sống. Cháu đồng ý. Bác hãy lấy chiếc đuôi của cháu. Xin bác hãy cứu mẹ cháu. Mẹ thấy thế nào rồi? Mẹ thấy khỏe hơn rồi, đúng là thuốc tiên. Hoan hô, mẹ sống rồi, hoan hô. Trời, còn cái đuôi của con đâu rồi? Con đã đổi nó lấy thuốc cho mẹ rồi. Nó có xấu đi một chút, nhưng mẹ khỏe lại là con vui rồi. Sao con lại làm thế? Chiếc đuôi là báu vật của họ hàng nhà mình mà. Biết bao nhiêu người dùng của ngon vật lạ để đổi, con cũng không đồng ý cơ mà. Con yêu chiếc đuôi lắm, nhưng con yêu mẹ hơn. Không có đuôi, con vẫn sống được, nhưng nếu không có mẹ, con sẽ chết mất. Mẹ yêu con nhất trên đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.